Rượu ba kích là loại rượu không còn xa lạ với đấng mày râu. Bởi tác dụng của ba kích, không ai có thể chối cãi được, đặc biệt có tác dụng bổ thận tráng dương, chữa xuất tinh sớm, xuất tinh muộn. Nhưng cách ngâm rượu củ ba kích thế nào? Và tác dụng của loại rượu này có gì đặc biệt? Làm thế nào để có được một bình rượu ba kích ngon? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết này. Củ ba kích mục lục giới thiệu về ba kích. Ba kích là một loại cây thân leo thuộc họ cà phê. Ngoài tên gọi ba kích, nó còn có tên ba kích thiên, dây ruột, gà, chậu phóng xì, Quảng Ninh. Ba kích thiên Trung Quốc. Cây ba kích có thân mảnh mai với lớp lông mịn, lá đơn mọc dạng chữ thập với phiến lá có hình bầu dục. Khi lá ba kích còn non thì màu xanh, trắng mốc. Khi lá đã già và phơi khô thì bạn có thấy chúng có màu nâu tím. Cây ba kích thường mọc ở những ngọn núi có độ cao khoảng dưới 500m so với mặt nước biển, và chúng mọc thành những bụi ven núi. Xem thêm hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Tác dụng của ba kích. 1. Rượu ba kích có công dụng bổ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lý cho quý ông, tăng sức dẻo dai, hỗ trợ tương cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho những nam giới có trạng thái vô sinh tương đối và suy nhược thể lực, hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm, tri tinh, hỗ trợ điều trị bệnh phong thấp. 2. Hỗ trợ điều trị xương khớp kém, mỏi gối, tay chân hay bị lạnh. Sử dụng củ ba kích tím giúp cải thiện rõ rệt tình trạng đau lưng mỏi gối, đánh bay triệu chứng phong thấp đau nhức, tay chân bị lạnh. 3. Người ta còn sử dụng ba kích trong hỗ trợ điều trị thận dương hư rất hiệu quả. 4. Với trường hợp huyết áp cao, sử dụng ba kích giúp lưu thông huyết áp, ổn định đường huyết. 5. Hỗ trợ điều trị những bệnh phụ nữ, tử cung lạnh, đau bụng dưới, giảm nhanh triệu chứng mất ngủ và chứng lãnh cảm. Sử dụng củ ba kích tím sẽ cải thiện tình hình. Cách ngâm rượu củ ba kích tốt. Cho sinh lý ba kích. Trước khi ngâm rượu cần bỏ lõi. Theo kinh nghiệm, từ xưa các cụ truyền lại lõi ba kích tím là lõi gỗ, không hề có chữ tính. Lõi ba kích tím có vị giác. Một số thông tin đưa ra: lõi ba kích tím có độc. Nếu ngâm rượu ba kích mà ngâm cả lõi có thể gây ngộ độc và vô sinh. Vì vậy khi ngâm rượu ba kích tím ta nên bỏ phần lõi này đi. Nếu ngâm mà để phần lõi ba kích tím thì rượu ba kích sẽ bị ám vị chát của phần lõi này. Nó làm giảm đi mùi vị thơm ngon của rượu ba kích. Sơ chế ba kích. Sơ chế ba kích bằng dao rút lõi. Dùng dao tách đôi củ ba kích ra, lấy phần thịt và bỏ phần lõi riêng. Củ ba kích tươi nên tách đôi dễ dàng, hoặc phơi héo ba kích qua một nắng, thân củ ba kích sẽ dẻo hơn. Dùng dao chẻ đôi củ ba kích và dùng tay bóc riêng thịt và lõi, đập chập ba kích để bỏ lõi. Đặt ba kích lên thớt và lấy chày đập chập củ ba kích, khi đó ba kích sẽ tách phần thịt riêng và lõi riêng. Ta chỉ sử dụng phần thịt củ ba kích để ngâm rượu. Cách ngâm rượu củ ba kích tốt. Cho sinh lý. 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Bình rượu, chọn bình thủy tinh hoặc bình sành có nắp đậy kín, tuyệt đối không dùng bình nhựa, bởi khi ngâm rượu, chất độc hại từ nhựa sẽ phôi ra rượu, không tốt cho sức khỏe. Chọn rượu, do rượu ba kích chỉ ngâm dùng được đúng một lần duy nhất, nên nồng độ rượu thích hợp nhất là từ 42 đến 45 độ, như vậy sâm ba kích mới tiết ra được hoàn toàn tinh chất và cho hiệu quả tốt nhất. Không nên chọn rượu trên 45 độ sẽ làm ba kích bị hỏng và rượu sẽ bị hư, nên bạn hãy chú ý cẩn thận trước khi tiến hành ngâm rượu. 2. Nguyên liệu ba kích. Chọn ba kích tươi đã sơ chế như trên, hoặc có thể dùng ba kích khô. Có nên chọn thêm một số vị thuốc khác để ngâm cùng ba. Cách ngâm rượu củ ba kích chuẩn nhất. Cách ngâm rượu củ ba kích tươi. Bước 1. Củ ba kích đem rửa sạch và để cho ráo nước. Bước 2. Sơ chế ba kích như trên. Bước 3. Ba kích tươi 1kg đem cho vào bình, cho rượu nếp, đổ thêm 2,5 đến 3 lít rượu nếp. Sau đó đậy kín nắp bình lại, để nơi thoáng mát từ 3 đến 4 tháng là có thể dùng được, nhưng hiệu quả lại chưa cao. Muốn hiệu quả tốt và cao tốt cho sức khỏe, bạn nên để rượu ba kích khoảng 6 tháng. Lúc này, rượu sẽ có màu sắc đậm và óng ánh hơn. Cách ngâm rượu củ ba kích khô. Nếu không thể mua được ba kích tươi để ngâm rượu, bạn có thể mua ba kích khô vì nó được bán nhiều hơn và có thể mua ở mọi thời điểm trong năm. Chuẩn bị ba kích khô đã rút lõi,
1 kg. Lưu ý khi chọn ba kích khô đừng chọn loại quá khô, như vậy ngâm rượu sẽ không thể ngon được, có thể thêm những vị thuốc khác nhưng nên theo kê đơn của thầy thuốc để có kết quả tốt nhất. Rượu 9 lít rượu trắng ngon. Cách thực hiện: với loại ba kích này bạn có thể sao trước rồi mới ngâm hoặc không. Nếu sao trước thì rượu sẽ có mùi thơm hơn một chút. Nếu muốn sao khô trước khi ngâm, bạn hãy bắt một chiếc chảo lên bếp, sau đó cho ba kích vào. Dùng đũa sao đều với lửa nhỏ trong thời gian khoảng 15 phút, sau đó thì tắt bếp. Tiếp đến cho ba kích vào bình khô, sạch sẽ. Sau đó mới cho rượu vào và đậy nắp thật kín lại là xong. Xem chi tiết, cách ngâm rượu ba kích chuẩn. Tại nhà lưu ý khi sử dụng rượu ba kích không nên quá lạm dụng ngâm rượu cũ ba kích để chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. Bởi dùng ba kích cũng có những mặt trái. Tuy rượu tốt nhưng bạn nên dùng đúng liều lượng. Kế tiếp đó, cần nâng cao sức khỏe bằng thể dục và tập luyện để tăng sức đề kháng và sức khỏe trước khi dùng nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc, bác sĩ. Nên xem những lưu ý khi dùng rượu ba kích, những thông tin về cách ngâm rượu cũ ba kích tốt cho sinh lý. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu về các loại cây dược liệu, cũng như công dụng và cách sử dụng, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Hoặc nếu bạn muốn dùng cao ba kích an toàn, tin cậy chất lượng, các bạn có thể tìm mua qua Thuốc Nam Online để có thể dùng cao ba kích chất lượng tốt nhất. Let's Block Ice.